Bây giờ thầy sẽ chia sẻ, chỉ dẫn cho các học trò cái cách cấm hương nha. Và cách chắp tay. Thôi dạy cách cấm hương thôi. Đủ thời gian cho mình mỗi chân rồi. Cách chắp tay thì để, để sau này có dịp thầy chỉ dạy ha. Nếu như ở nhà, Phật tử có bàn thờ Phật, có lư hương cúng ông bà tổ tiên thì mỗi sáng thức dậy sáng á, thức dậy, á yeah. phật tử uh, à, liền nghĩ đến phật quan âm nha vừa thức dậy thôi liền liền nghĩ đến phật quan âm tại vì uh, tại sao mà nghĩ đến phật quan âm tại vì mình cần có sức khỏe đặc biệt là cần làm ăn có tiền phải không chứ đi chùa mà không có tiền cũng cũng đi không được á Khó đi Chứ giờ đi vô chùa không lẽ thắp cây hương Rồi không cúng cho Phật, không cúng cho Pháp Tăng Đúng không? À, cho nên đi chùa cũng phải mướn xe Đổ xăng Rồi ở nhà còn nuôi con, nuôi chồng Rồi biết bao nhiêu công việc Cho nên cũng phải cần cầu Có sức khỏe rồi, có làm ăn có tiền Đặc biệt là cầu cho cái tâm mình Mát mẻ để, để chuẩn, chuẩn bị cho một ngày, ngày mới bước, bước ra à, quán, quán xá đến công ty buôn bán, bán mặt, mặt mày tươi mát, mát, mát không lời, lời nói êm dịu được lòng khách lắm, đến vừa lòng lắm, khách đi. Chớ sáng sớm mà mình nghĩ đến à, cái việc phiền não cái việc giận hờn cái việc sân si nghĩ bà tám nghĩ về chín nghĩ qua nó chửi tao là cái mặt mình xuống sắc mà nếu mà cái mặt mình trầm dầm á là buôn bán nó đôi lúc nó ế ẩm không? bán rau á cái mặt mà nó khổ hơn cộng rau nữa nói chị ơi nhiều bó rau năm ngàn nó bốn ngàn được không rau chứ cỏ ha bốn ngàn cái cái bà đi chợ hết hồn nghe không còn mình mặt tươi như hoa không? miệng đẹp như tiên Thưa em, thưa chị, thưa cô, thưa chú, thưa bác Rau này thơm ngon lắm, rẻ rề, 5 ngàn <laughs> 4 ngàn bó được không? Ôi, 4 ngàn là vốn của em 4 rưỡi rồi Bán 5 ngàn là em lời có 500 thôi Không đủ là bán 100 bó đó Thì mới đủ dư được hai chục bó nuôi con Còn bán mà 8 bó là đủ tiền bướng sạp thôi chị Mua giúp giùm em đi Chỗ này rẻ nhất rồi rau em thơm ăn khỏe trẻ trắng dài tóc đẹp gái đẹp trai nói chung là nói năng dễ thương lắm luôn để cho người ta mua hai bó giới thiệu và bạn đến mua bốn bó còn cái mặt nhăn nhó cứ không mua bó nào <laughs> trốn đi luôn chứ mày bốc đừng tới nhỏ đó, bán mua nữa chợ mặt nó hết trời mình tới mua rau mà nhìn thấy nó đau khổ hơn bó rau mình hái nhà nữa Nghe không cho nên mình phải nghĩ đến Phật Quan Âm mà. Phật Quan Âm là một vị Phật từ bi nó mát mẻ lắm quý vị mà nó thiên tài lắm. Nhiều tay nhiều mắt có nghĩa là ứng dụng linh động làm đủ thứ việc hết á. Ở chợ thì buôn bán rau chứ về nhà làm ô xin. Quét nhà với cửa nấu cơm, hầu hạ chồng con cha mẹ một cách rất bình thường giản dị, dễ thương lắm. À sau khi mà quý vị nghĩ đến Phật quan âm rồi thì quý vị uh, thể dục nha. Bởi vậy cho nên nói uh, xin ít phút là vậy á. Nè nhìn sư phụ nè. Thể dục nhịp điệu trái tim. Nghe không? Để cho mình có sức khỏe. Đây hai cái tay này quý vị để với nhau không? Làm như vậy 1 2 3 4 5 cho đến 36 lần. Đây là nói ngừa bệnh xương khớp nhức mỏi nhớ không, không? nè, nè. À. À. rồi đó động thái thứ nhất động thái thứ hai là ngựa, gian cái tay ngửa ra như thế này làm cho đến 36 cái là nó ngừa bệnh bà đau lưng cụp xương sống và thoái hóa thoái hóa xương sống cột sống nhớ không à. rồi động tác thứ ba à, làm như thế này 36 cái thì nó sẽ ngừa bệnh gút nhớ không biết bệnh gút không là một cái loại bệnh mà trong khớp trong xương mình nó sưng nó tấy nó nhức khủng khiếp lắm đi không có nổi đâu nè và là làm như vậy cũng 36 cái thì sẽ ngừa được bệnh nè cao huyết áp nhớ không ừ. rối loạn cái gì rối loạn máu rối loạn tiền đình nghe không đó rồi sau đó quý vị làm như thế này là ngừa được bệnh tưởng điều biết bệnh tưởng điều không Dạ là bệnh tiểu đường á các chị <laughs> Tại 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 cái bệnh tiểu và đường hoài ngại quá Cho nên nó bệnh tưởng điều Là làm như vậy 36 cái nhớ không Rồi sau đó mới cung cái tay này đó, Làm 36 cái Rồi cung cái tay này nữa Làm 36 cái Là sẽ ngừa bệnh dạ dày Đau bao tử Nghe không Đau bao tử Đau, bao tử, đau gan đau dạ dày lét dạ dày ngừa được các bệnh đó tiêu hóa vật thực à, và phương pháp thứ 8 là bóp hai cái lỗ tai này thì nó ngừa được bệnh nhức đầu nhớ không bệnh nhức đầu bệnh căng thẳng bệnh lo âu suy nghĩ vẫn vơ nghe không và cuối cùng là so hai cái tay vào nhau cho nóng thiệt là nóng cho như vậy cho nóng thiệt là nóng in vào mắt của mình in vào mắt của mình năm lần bảy lần thì làm cho mình hả, tỉnh táo sáng suốt mắt đẹp nghe không nhìn, nhìn tiền 50 000 là biết liền không <laughs> tờ 500 với tờ 2 chuột giống nhau mà mình nhìn là mình biết liền chứ không có không có nói lẫn lộn mà đầu óc sáng suốt lắm. Không có trường hợp mà gặp con gái rồi hỏi ủa chị đâu đến đây. <laughs> gặp con trai nó, gặp con trai rể nó hả chú đến đây tìm ai sao nhìn chú giống ba sắp nhỏ ở nhà vậy. Đó là bị lẫn nhá rồi. nhau. Rồi. Đó là công thức để chúng ta rèn luyện với mình có sức khỏe để chuẩn bị một ngày mới sau khi đánh răng suốt miệng đi vệ sinh cá nhân xong thì lên chánh điện lên chánh điện nhà mình á chỗ mình thờ phật chỗ mình thờ ông bà đó thắp một nén hương mà trước khi thắp một nén hương á thì quý huynh đệ mình nhổ mấy cái chân nhang ra đi hồi xưa ông bà của chúng ta có quan niệm là con đàn cháu đóng á thì nhà có phúc nên đẻ 8 đứa đến 10 đứa, 12 đứa, 13 đứa luôn để cho phạt một năm một đứa phạt một năm hai đứa 3 năm ba đứa để năm thứ tư để sinh đôi năm đứa để mà ông chồng chóng mặt luôn để tới 13 đứa một đời người để liên tục luôn để 10 đứa có không đó thấy chưa cho tràng phóng tay đi để nhiều có thiệt mà hồi xưa để dữ lắm mà đẻ như vậy là gọi là có phước, còn nếu ai mà đẻ ít, á, gọi là cây đập không trái, gái đập không con, nhà nó không có phước, cho nên không có con. Ừ. Bây giờ mà đẻ hai đứa thôi là nuôi muốn sạch máu. Làm sao đẻ nhiều? Đất đâu ở, nhà đâu ở? Cho nên hồi xưa ông bà đẻ nhan nhiều lắm, không dám nhổ ra, sợ nó mất cái phước, con đàn cháu đống đệ tử để tay xuống đi không cần chấp tay thoải mái cho sư phụ được rồi nha bây giờ chúng ta phải lau nhà cho sạch mỗi ngày còn mua nước hoa về xịt lên cho thơm nữa chúng ta cũng vậy dọn dẹp cái tâm của mình cho mát mẻ mỗi ngày để mình còn tiếp xúc với chồng con với anh chị em trong gia đình rồi bạn bè nữa nhiều đứa nó thân với mình lắm mà mình kể cho nó nghe chuyện gì á nó ra chợ nó khai hết à Nghe không cho nên nó, nó khai riết rồi mình với nó thành kẻ thù <laughs> không? cho nên là biết bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc sống cho nên mình phải tắm sạch sẽ gọn gàng về thân và tâm thì mình cũng nhổ hết cái chân ngang ra đi hơn nữa nếu mà để nhiều chân ngang á lỡ xui xui nó phật cháy nha không? Đó, nhổ hết giống như là mình chuẩn bị một ngày mới cho tâm mình mát mẻ nhà cửa sạch sẽ thì lưu hương cũng làm cho sạch sẽ. Sau đó quý vị cấm cái cây mới ở đây là cây này cấm chính giữa của lưu hương. đừng có cấm ở bên rìa của lưu hương. Tại vì cấm chính giữa của lưu hương, điều đó có nghĩa là làm việc gì sẽ thành công việc đó gọi là đi đến nơi về đến chốn yêu nhau là trọn tình lấy nhau là trọn nghĩa buôn bán thì trọn tiền làm ăn thì trọn đắt cái gì cũng giàu có con không hư chồng không xỉn vợ không cờ bạc số đề thế đồ nhớ không số đề là thế đồ thế hết cái mùng luôn nhiều ừ, lúc có chiếc xe, xe đi làm ăn, ăn mà sáng, sáng sớm không biết. biết nó đi đâu mất rồi anh hỏi hoài anh không biết <laughs> anh ơi chiếc xe em để đây đâu rồi anh anh không biết hình như có ai đem đi cầm rồi cầm nhiêu 4 triệu đó là thố đề không có cái những cái chuyện mà lặt giặt trong nhà lộn xộn trong nhà ước nguyện của chúng ta làm sao trong cuộc sống này Chúng ta tìm được hai chữ hạnh phúc Bình yên Cho nên quý vị phải cắm ở chính giữa của lưu hương Và nói với lại Phật Và Bồ Tát Ông bà tổ tiên là Gia hộ cho con Làm việc gì thì thành tựu việc đó Dù bao nhiêu sóng gió Dù trải bao nhiêu Trong trên thác gần Trong cuộc đời Xin chư Phật Giúp đỡ cho con đủ nghị lực Đủ sức mạnh Đủ tinh thần Để con chiến thắng Con đi đến cùng Làm đến nơi Nhớ không Chứ nhiều lúc đó đang đi làm cho người ta Mà người ta chửi mấy câu Cái tức dục luôn Cái thúng ở đó đi về Rồi xong mất việc Đang buôn bán làm ăn vậy đó Mà gặp ai chê khen cái nản Rồi bỏ nửa chừng Hiểu không rất là nhiều người mắc cười lắm Không đủ can đảm Nhận một việc nhỏ Thì sẽ hư cái việc to Cái gì hiểu không? Cho nên mỗi ngày mình phải nguyện với chư Phật là Cho con có sức mạnh để làm gì? Để con thành tựu được cái trí nguyện của con Ví dụ như em kia nó đi học Nó đi học cái nghề quay phim Mà bây giờ nó ra cái nghề quay phim rồi Nó đi tìm việc làm Mà nó tốt nghiệp là lợi ưu lỗi tốt mà khi nó vô nó làm á thì người, người ta không cho nó quay phim mà người ta kêu nó đi làm tạp vụ bưng bê phụ thôi. hiểu không? Thì bây giờ nó phải có ý nghĩ rằng là mình phải kiên trì, mình phải kiên trì dũng cảm cho đến một ngày nào mình thành tựu được trong cái nghề này. Cho nên bưng bê một thời gian người ta thấy cái tính cách của mình điềm đạm cái con người mình nó lanh lẹ thông minh ta cho quay thử coi cái cái clip nhỏ nhỏ mà thấy cái clip nho nhỏ quay đúng quay hay từ âm thanh đến chỉnh hình người ta mới công nhận từ từ để cho mình đến cái nghề nghiệp chứ còn tự nhiên là mình nói tôi tốt nghiệp mà vô đây cho tôi đi quét đi bưng đi bê vậy thì tôi đâu có xứng là sẽ bỏ đi mà nếu lúc đó bà chủ chửi cho mấy câu đứa giúp việc đứa làm việc nói nặng nhẹ mấy lời là tự ái, tự tôn, tự ngã rồi tự nghĩ, nghe không? Có đôi khi các vị có biết không trong đường đời bao nhiêu thử thách trong quanh mình, mình yêu chồng mình chứ đâu có yêu mẹ chồng mình đâu. Cho nên vô nhà ở với chồng mà nhìn cái mặt bà má chồng thấy không ưa, thấy bất ghét à. là rất nghi nghi, nghi hiểm. Cho nên mình phải thương luôn cả mẹ chồng Mình phải thương luôn cả em chồng Mình phải bao dung hết tất cả Những cái gì xung quanh mình Thì mình mới đi đến nơi đến chốn trong cuộc sống Hôn nhân và sự nghiệp Vì vậy cho nên mỗi ngày Phật tử phải tự nguyện là đi đến nơi Về đến chốn Chỗ này đồng ý không Đó Đang làm tiêu Thấy điều lên giá Trời đất ơi chặt tiêu trồng điều Đến lúc trồng đều đều xuống giá tiêu lên giá Há miệng kêu trời trời không biết làm sao cứu Đó cũng cái là lòng không kiên định đó các vị Có người yêu Xong tự nhiêu thấy người ta đẹp trai hơn đi xe su xì bó Chạy cái nàng qua mình đeo mấy dây chuyền bằng vàng Rồi có tiền đô cái dục lên xe người ta chạy luôn bỏ người yêu binh xả tóc tiên á Bây giờ em đi đâu rồi em lên Vũng Tàu Đi được 3 tháng nó xài hết tiền Nó quýnh cái mặt như cái mền Chạy về tóc tiên lại Cái mặt bù xù tóc bì xừ Như nên gọi tóc quỷ <laughs> Không thay lòng đổi dạ Là ý thứ nhất Ý thứ hai Nếu trong cuộc đời của mình Mà mình có cái lỗi lầm gì Mà mình muốn sửa mà mình sửa không nổi thầy ví dụ bây giờ mình có cái có một cái có một cái, cái, cái thói quen là thích quýnh bài á mà cái thói quen đó không biết vì sao lâu lâu cứ mất một số tiền á hoặc là ham số đề nè hoặc là đàn ông thích nhậu nhẹt chiều chiều cái sách một chai rượu đế về nhậu đó nhậu xong sách cái chai đập lên đầu vợ đó cứ làm lung tung trong gia đình mất hạnh phúc mà nhiều lúc má nói con bỏ nhậu đi con để lo chí hướng làm ăn lo cho vợ con con mày lớn rồi mà mày xỉn mày say hoài á nhiều lúc nó thấy mày say xỉn nó hư Nghe lời má bỏ nhậu đi con Nó dòng tay lại đàng hoàng Nó nói má ơi con xin lỗi má Lâu nay là con con sai rồi Con biết là con sai Nhưng mà con buồn quá má Cho nên con uống hoài Má cho con cơ hội đi Con hứa Nhưng hứa được ngày thôi nha Rồi ngày mai lại tiếp tục Uống rượu không say Ta nào hay Ô oh, vô yeah đó. Rồi cuối cùng cũng tất trứng nào Tật đó Thì hôm nay cái nén hương này nè Quỳ trước điện Phật nè Mình xin Đức Phật gia hộ cho mình điều gì Cho con từ nay về sau Con có đủ nghị lực Và con từ bỏ cái thói quen đó Hiểu không Đua xe, đá gà, hút chít Nhậu nhẹt, nghịch ngổ Bất hiếu với cha mẹ Những cái điều làm tổn thương đến người yêu Người thân của mình Mình đều xin Đức Phật từ bi Cho con có đủ Cái trí tuệ để con chiến thắng nó Người ta gọi đây là hương lòng sau khi mà thắp tiếng hương này rồi Thì con người thay đổi Chuyển hóa hết tất cả nghiệp lực của mình Cho nên đứa con kia không làm cho mẹ khổ nữa một hai giờ đêm mà nó đua xe mà đường đố 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 mà người mẹ nào mà nằm đó mà ngủ ngon giấc được nhưng mà sau khi đi chùa về thì đứa con này nó lột xác cái gì Đứa con này, Cái con này nó này thay đổi, đổi hoàn, hoàn toàn 100% Nó hiền ra, nó ngoan ra hoàn Nó làm hoàn ăn hoàn ra, hoàn nó trí thú ra, ra Nó không có tiêu tiền phung phí Thì, thì cha, cha mẹ, mẹ vui, vui Nhà à, cửa hòa, anh, anh chị bình an Và xã hội đáng hạnh đáng phúc. phúc Cho nên hén hương này mới gọi là tâm hương Mới thấu đến cõi trời và cõi Phật Đúng không? Đó Chứ nếu mà xin tiền, xin số đề đồ không Thấu ở đâu? Không? Nhiều lúc quý vị đi xin tiền, xin làm ăn không à mà ông xin hiếu thảo với cha mẹ đó. À. vì cho nên là nén hương này được thấu đến cổ trời của phật là vì sau khi đi chùa về là hoàn toàn thay đổi hiền lành ra sau khi nguyện với phật như vậy rồi thì xin cúng hương dường nén hương này cho đức phật nén hương chính giữa này là cúng dường cho đức phật bởi vì ba ngôi tam bảo thì phật bảo rồi pháp bảo rồi đến mấy tăng bảo thì phật bảo là cao nhất cho nên quý vị cúng dường cho đức phật nén hương này và xin hồi hướng công đức đi chùa lễ phật hôm nay cho cha mẹ chúng con nếu như ba mẹ còn sống thì xin đức phật gia hộ cho ba mẹ con trường thọ sống lâu với con mà sống khỏe đừng có bệnh tật có bao nhiêu con đức con xin cúng hết cho cha mẹ con thưa với quý vị có nhiều người đi chùa mà không biết cách mà tưởng niệm suy nghĩ dân hương vừa cúng cái nguyện cho con mình trước liền à, con đi chùa con cầu cho con trai con học giỏi rồi con cầu cho nó ngoan ăn no mau, chóng lớn này kia nọ rồi kế tiếp với chồng chồng của con đẹp trẻ khỏe thương con nhiều à, Cầu à, cho cầu chồng cầu cho con không, không. Mà không, không cầu cho cầu cha mẹ, mẹ trước Chính vì vậy mà càng đi chùa đi Thì con, con nó càng nghịch càng, 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 càng cầu Thì con càng nó càng hư Chồng, chồng cũng không hiểu được mình, mình, mình luôn Cản càng trở càng mình, mình đi chùa luôn, luôn. Nó đi Còn chùa chi hoài Không yêu thương mình Rồi đến 20 năm sau 30 năm sau Con mình nó đi chùa Mình thì già rồi đi không nổi nữa thì nó đi chùa nó cầu nó cũng cầu cho con nó rồi nó cũng cầu cho chồng nó mình ngồi nhà giữ nhà cho nó giống như con chó già vậy đó mắt mờ tai điếc nó ăn cái gì nó cũng đút cho con nó ăn có con, con cá cho mấy nó gấp luôn cục thịt nó đưa cho con nó ăn con ăn đi con cục tân tục tân của mẹ rồi còn miếng bên kia nó lật qua nó gấp cho ông xã nó luôn Anh ăn, ăn cái này này anh Rồi nó quay qua nó nói bà ăn đi bà Mình còn cái xương không Hai, hai vợ chồng hai nó đi Chợ xếp binh nó mua quần mua áo Rồi nó mua chè mua cháo Rồi nói vui trong ngày Chủ Nhật Còn mình ở nhà Đi chút về quên mua cho mình bịch chè Thì đây là nhân quả đó các chị Trên thế gian này Mà mình sống mà đến già Mà con cái mình á nó làm lơ mình là một điều bất hạnh cho nên nó là bằng mỗi giá mình phải tu chữ hiếu trước trong các cái đạo thì đạo hiếu đứng đầu trong các điều công đức công đức hiếu kính cha mẹ là lớn nhất mà luận về tội lỗi thì bất hiếu là tội lớn nhất trong cuộc đời này các vị thà rằng chúng ta ít đi chùa chúng ta ít ăn chay Thậm chí chúng ta không có thời gian tụng kinh niệm Phật cũng được. Nhưng chúng ta dư thời gian để chăm sóc cho cha mẹ mình. Thời gian đó, hành động đó trên thế giới này người ta vẫn tôn kính, yêu mến, nể nang mình rất nhiều. Nhưng nếu mình đi chùa, mình tụng kinh, mình ăn chay, mình niệm Phật mà mình bỏ bê cha mẹ mình già nua không chăm sóc còn đà, bày đặt hỗn hào thì người ta sẽ cười chê mình người ta người ta khinh bỉ mình tu hành cái gì kỳ cục vậy nghe không cho nên quý vị phải hồi hướng cho cha mẹ quý vị nếu như cha mẹ mình đã qua đời thì hãy cầu nguyện công đức đi chùa này cho cha mẹ con được siêu thoát gọi là siêu sinh về cực lạc đó quý vị thì vẫn có phước rất nhiều Chắc chắn, Chắc chắn sau này con, này, con của mình, mình Ăn cái gì cũng nhớ đến trước, mình trước Chỉ cần cái lột cái bưởi ra thôi Cái miếng, miếng muối đầu tiên đầu là Đưa cho nội, đưa cho ngoại Rồi mới xẻ, xẻ cho, cho con, con cho chồng, chồng Thì đó mới là cuộc sống hạnh phúc Còn nó ghét hết cho chồng con ăn rồi Rồi nó đưa cho mình miếng nhỏ là nguy hiểm lắm Bà già nào cũng tuổi thân Ở cái giai đoạn này nè ừ. rồi sau đó cái nén này thấp ở đây là chúng ta cúng dường cho Pháp Phật là đến Pháp Pháp là lời dạy của Đức Phật đó, Là kinh Thì cái cây hương này Chúng ta hồi hướng cho Nội ngoại Cô chú Cậu gì Gia tộc của chúng ta ừ. Còn cái cây hương này Là cúng cho Tăng Phật Pháp Tăng Hai cây hương này mình cho nó thấp hơn Hai cây hương chính giữa một chút Bởi vì Đức Phật là trên hết khi mình cúng dường cho tăng rồi thì mình mới hồi hướng cho con của mình vậy Vậy thì trong nhà Có trên, có dưới Có, có cha mẹ, mẹ nội ngoại Có cô chú, chú cậu, cậu gì, gì Rồi mới cậu đến cậu có con, con Có nể nang nhau Có tôn ti tật tự Và dạ, thưa nội cho con đi chơi 10 giờ con về Thưa ba mẹ cho con đi chơi 10 giờ con về Mà lỡ 10 giờ chưa về Thì uh, Ba ơi con về trễ Ba nói với nội giúp cho con là con sẽ về trễ Lý do là bạn con sinh nhật Vui quá con chưa về kịp Nói má đừng lo Nếu mình sinh con ra Mà con mình đã cư xử với mình như vậy Thì cái vị có biết không Vàng để trước mặt cũng không vui bằng Mà nó đi tới 12 giờ đêm nó chưa về Mà con gái chứ không phải là con trai Con trai mình còn đỡ lo hơn Còn con gái mà, mà nó về tới nhà là một giờ, một giờ đêm mà mình mà không ngủ không được thử mình trằn trọc, trọc mình đợi, đợi nó, nó mà nó gõ cửa mình mở cửa mà mình nói mày đi đâu mày giờ mày này mới về biết nó nói câu gì không tôi lớn rồi chứ tôi còn nhỏ đâu mà coi quản lý tôi như con nít vậy nạt mình vậy đó ngủ đi chờ đợi tôi chi rồi nói nói nó vô nhà nó đóng cửa cái kịch đóng lại trong phòng luôn không nghe mình nói chuyện suốt đêm không ngủ được ngày mai cũng không nói chuyện được với con luôn mấy ngày sau mở lời ra là hai mẹ con cãi lộn thì bây giờ giàu cũng không hạnh phúc các chị dù tiền có dư chúng ta cũng không thể vui vẻ được cho nên khi đi chùa các chị làm ơn cầu nguyện cho cha mẹ mình trước cầu nguyện cho ông bà mình trước rồi hãy cầu nguyện cho con mình như vậy mình đã có phước làm con sau đó mình hồi hướng cho con mình thì cuộc sống nó mới bình yên và hạnh phúc thầy rất vui khi Phật tử bên Tóc Tiên qua chùa Thầy lễ Phật. Thầy xin lỗi vì lúc nãy Thầy đi cúng. Hôm nay là Hòa Thượng Quảng Hiển cúng Sư Phụ của Hòa Thượng và cúng cha Hòa Thượng luôn. Đúng ra Thầy đang ở trển để dùng cơm. Nhưng mà Thầy có cảm nghĩ là quý vị đến đây. Nên Thầy xin phép chạy về đây để tiếp quý vị. Nhưng mà cũng đến trễ. Cho nên không tụng kinh cầu an cho quý vị được. Thầy xin lỗi. Nhưng những lời chia sẻ của Thầy hồi nãy là những lời thật lòng, mong muốn các vị sống được bình yên, hạnh phúc. Nhớ là sáng sớm thức dậy, liền nghĩ đến Phật quan Âm. Và làm ơn tập thể dục nhịp điệu để cho mình có sức khỏe. ha Nói vậy chứ có thật mới vượt được đạo. Không? Nếu mình đói quá, nghèo quá, khó khăn quá, phiền não quá, thì khó tu lắm. Cái gì hiểu không? Nam Mô Thường Hân Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát các phật tử nên nhớ là có thể chúng ta không đi chùa có thể chúng ta cũng không có duyên để ăn chay có thể chúng ta cũng không có một lần nào đi bái xám gì cả nhưng mà chúng ta rất có hiếu với cha mẹ chúng ta chăm sóc cha mẹ một cách chu đáo mặc dù cha mẹ của chúng ta là người không có đạo mặc dù cha mẹ của chúng ta cũng không phải là cái người kỳ tài kỳ đức nhưng mà cái người đó đã sinh ra mình đã cho mình hình hài này và đã có thể nuôi dưỡng mình đến chừng tuổi này bây giờ mình đã có gia đình có hạnh phúc có con cái có sự nghiệp thì ít hay nhiều gì là cha mẹ mình cho mình đó cho nên á mình không có đi chùa mà mình có hiếu với cha mẹ thì cuộc đời này người ta vẫn ca tụng những người quen biết mình người ta vẫn có thể nói cái cô tám đó cô rất là tốt mặc dù là cực khổ không có giàu sang tiền bạc dư giả như vậy, nhưng lúc nào cũng tận tùy chăm sóc cho cha mẹ mấy năm gần đây mẹ bị liệt nằm một chỗ cha thì yếu không làm ra tiền bạc gì hết Nhà cổ nghèo con cái cũng đông Nhưng lúc nào cũng canh cánh bên lòng Sáng thăm tối hiếu Cơm canh bánh trái Mặn ngọt Chia sẻ đắng cay vui buồn Thì đúng là một đứa con hiếu thảo Quý vị có, có đồng ý chỗ này không? À? Nhưng nếu mà mình đi chùa Mình làm Phật tử Tới chùa Từ Quang tu thiền mỗi tối bác quan trai nào cũng đến để thọ lạy phật sám hối phát nguyện mà má ơi hôm nay con bận con đi chùa không có thời gian để đến chăm sóc má thì cô chừng bị người ta rủ đó cô chừng bị người ta rủ nói gì đồng ý chỗ này không Mấy lần hỏi cái vô tay hỏi đây là ý mua phật hay không mua phật không bây giờ sư hỏi các đệ tử nè một người không làm phật tử nhưng mà ăn nói từ tốn với cha mẹ Một người làm Phật tử mà lúc nào cũng nặng nhẹ với cha mẹ Thì vị xem thử người nào là người tốt Thì người mà không làm Phật tử mà tốt với cha mẹ là người tốt Hay là làm Phật tử mà cứ lúc nào cũng lạnh nhạt với cha mẹ là người tốt Ai chọn phương án thứ nhất giờ tới lên Dạ, yeah, đó, lúc này mới vỗ tay nè như vậy thì trí đạo nó rất là đơn giản là chữ hiếu thôi đức phật nói là thiên kinh dạng điển thì hiếu nghĩa di tiên trăm hạnh lành là hiếu là đứng đầu nếu mà mình cưới một đứa con dâu thì đầu tiên mình cũng suy nghĩ là con bé này nó có ngoan không nó có hiền không và cái hạnh phúc của một gia đình khi mình cưới một đứa con dâu về nhà là đứa con dâu đó nó có chữ hiếu chứ không phải là chỉ nó yêu chồng của nó là nhiều là mang hạnh phúc đến cho mình đâu khi một đứa con dâu mà nó yêu chồng nó nhiều á mà nó thiếu cái yếu tố hiếu hiếu thảo á thì nó là ích kỷ nó, 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 đi về chợ nó, nó ghé qua chợ bình ba nó mua một bịch chè cho chồng nó, nó đi ghé vô chợ bình ba nó mua cho chồng nó chiếc áo nó, nó chăm sóc cho chồng nó sáng hôm nay nó để ý chồng nó bị rớt hết chiếc nút nó ghé vô chợ nó mua chiếc nút về rồi nó chồng nó đang mặc ra nó kêu cởi ra cởi ra cởi ra cởi ra hơi không biết gì hết cởi ra cởi ra rồi nó ngồi trước mặt mẹ nó nó giá lại lựa cái lời chỉ màu hợp với chiếc áo chồng mình mới được nhìn nó chăm sóc chồng nó một cách chu đáo từ cái ăn đến cái mặt cái ngủ nhưng mà mẹ nó thì cái áo rách tả tơi nó không quan tâm mẹ nói chiếc áo rách tả tơi không quan tâm mẹ nói từ sáng đến giờ sốt cao mà nó không biết để nó nấu cho một chén cháo nó cũng không đưa mẹ nó đến bác sĩ đúng lúc đúng thời nó hẹn đó mai đi con rảnh rồi con đưa đi khám bây giờ bận lắm rồi thì cái sự mà yêu thương chồng như vậy không mang lại hạnh phúc cho một gia đình may mắn nếu một người chồng đó họ hiểu biết cái sự chăm sóc của em nó quá tinh tế hay là nó quá nông nổi hay nó quá cao thượng hay và nó quá tuyệt vời trong cái nghĩa của vợ nhưng mà em hãy chăm sóc mẹ nữa hôm nay mẹ số hôm nay mẹ không được khỏe mẹ chưa ăn cháo mẹ chưa được đi bác sĩ mẹ chưa được sự quan tâm Thời ơi, em hãy nhường cái sự quan tâm đối với anh một nửa dành cho mẹ thì biết đâu chừng người mẹ này còn có chỗ để dựa dẫm tức là may ra có một đứa con nó có chánh kiến nó biết cách lèo lái dìu dắt cái đứa con dâu này là người vợ cả đời sát cánh với nó đó biết còn có một người mẹ bên đời Thì sáng hôm đó mặc dầu số cao Nhưng con nó cũng biết ra Nó nấu cho một chén cháo Mời mẹ dùng Nhiều lúc khi mình bệnh á Mình không có muốn ăn cái gì cả Nhiều khi mình bệnh á Mình muốn chết luôn Rồi nằm đó Nhưng mà con dâu nó tới Nó nói mẹ ráng ăn một muỗng cháo Mẹ ăn một muỗng thôi Để có sức mà uống thuốc Rồi còn sống với các con Chiều nay bác sĩ về 5 giờ con sẽ đưa mẹ đi khám để biết bệnh gì, năn nỉ lắm. Thì mình nghe cái tiếng nói chân tình xuất phát từ tâm của người con dâu ai cũng chạnh lòng và cảm thấy đời mình có ý nghĩa. Mình nuôi con đến chừng ấy phần 99% những con người trên cuộc đời này không ai mà mong muốn con mình nó lớn lên rồi nó phúc đáp cái ân tình của cha mẹ. Nhưng thật sự một trăm người mà gặp con bác hiếu đều đau lòng hết một trăm người. Thì lúc bây giờ mẹ thấy có, có con nhau thêm gia đình vui. Có con nhau thêm gia đình hạnh phúc. đó Đến lúc mà gia đình được ở riêng rồi đó. Thì chủ nhật chiều là dẫn cháu về rồi để chăm sóc cha mẹ. Ra sâu quét cái sân vườn, sửa lại cái chuồng heo. Rồi tỉa mấy cái cành cây to chơi mùa bão lũ tới nó ngã đổ làm như vậy những công việc như vậy cái hai đứa nhỏ 8 tuổi 4 tuổi nó quay quần bên bà ngoại nó quay quần bên bà nội để được ẩm bồng các con cháu thì ẩm bồng các con cháu cũng giống như ẩm bồng con của mình ngày xưa vậy cho nên nó tăng thêm công đức mà nó làm cho cái chất liệu tâm hồn của những bậc gọi là làm cha làm mẹ rất là quan hỷ cho nên càng già đó người ta càng vui và càng vui thì người ta ít bệnh và có sức khỏe rồi là nhà có phúc tu là vậy đó quý vị như vậy đồng ý không không chưa chưa thấy đi chùa gì hết vẫn chưa thấy ăn chay niệm phật gì hết nhưng mà đã có thể làm gương lành cho con người cho những người sống xung quanh phải nhìn vào đó những người mà hay nặng nhẹ cha mẹ những người mà hay trách móc nhiều lúc mình nói má thèm canh chua nói thôi có gì ăn lấy đi đòi hỏi gì cái câu nói đó làm cho mẹ đau lòng được rồi mẹ để ngày mai con nấu cho mẹ ăn nha sáng hôm nay là do <laughs> sơ ý thấy ở nhà còn trái bầu cho nên con nấu canh bầu mẹ cố gắng ăn canh bầu với con đi cái ngày mai là con sắp xếp nấu canh chua cho mẹ ăn thì cái đây mới là ngôn ngữ của Phật giáo, Phật pháp bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp không rời khỏi thế gian. Cho dù các vị có tôn sùng Phật pháp, thì ngôi nhà của quý vị vẫn là cái chỗ tổ ấm duy nhất trong cuộc đời của mình. Mình đến đây mình tu một ngày rồi mình về thì được. Chứ thầy trụ trì đóng cửa chùa lại kêu mình ở đây luôn là mình nhảy rào mình chạy ra, đúng không? Cho nên mình đi đâu xa đó. Thì mình cũng muốn về nhà mình trước Rồi xong tắm rửa sạch sẽ rồi Chiều mới lên chùa lễ Phật Chứ không phải là Mình mong chạy đến chùa để được ăn cơm của chùa Được ngủ với chùa, được ở với chùa đâu Chính vì vậy là cái tổ ấm chính là gia đình của mình. Gia đình mình tốt thì chùa mới tốt. Cho nên các Phật tử thân mến. Cái đạo thì mênh mông bao la. Cái giáo lý mình học thì từ 37 phẩm trời đạo. Rồi mà học mãi đến Kinh Kim Cang Rồi Kinh Bát Nhã Rồi Kinh Pháp Hoa, Kinh Đại Thừa Chúng ta học rất nhiều những thể loại Kinh Ngôn từ của Phật giáo Là Trần gian không thể chiên chở hết cái ý đạo Nhưng mà khi hành đạo Thì bắt đầu phải hành từ đôi chân của mình Phải hành từ đôi tay của mình Phải hành từ đôi mắt và nụ cười của mình Chứ không phải nói trên mây, trên mưa Nhưng mà vô tâm, vô tư Khách khứa đến nhà thì chạy gì lật đật đi rót nước đi chế trà mẹ già ở nhà thì không quan tâm cha già ở nhà thì không để ý thì đã có lỗi rồi đó có nhiều lúc các vị phật tử cứ chạy vô chùa cúng lo cho chùa đủ thứ quét sạch hết sân chùa nhưng mà sân nhà mình thì không quét cũng không đúng sư thấy có một phật tử đó rất là ham tu hành ngày nào cũng vô chùa quét lá đà. rồi sau đó đó lần lượt nhìn trong phòng thầy trụ trì, thấy phòng thầy trụ trì dơ, yeah. rồi xin vô phòng được lao chùi với thầy trụ trì. Mới đầu thầy trụ trì nói để thầy thị giả làm, nhưng mà cô ấy nói thầy thị giả cứ đi hoài, để cái phòng thầy trụ trì nó yeah, dơ vẫn như vậy con thấy kỳ, nhìn cô cũng được, có cái tâm với Phật pháp thôi thầy miễn cưỡng mở cửa cho cô vô lau phòng thầy cho sạch sẽ. Khi mà lau phòng thầy thì mới phát hiện trong phòng thầy quần áo của thầy Hai ba ngày rồi chưa giặt Hoặc giả có những quần áo giặt rồi mà gió thổi bay ra khỏi cây xào Và chú không có xếp y áo của thầy trang nghiêm Cho nên cô muốn xin phát tâm được giặt giũ cho thầy đó Để ý một thời gian thấy cái mâm cơm của thầy nhiều lúc Thầy đi cúng về nó lạnh nhạt Cái trái đậu bắp á Nguyên trái luộc luôn cho thầy rồi, rồi cái mâm cơm nó nó nguội lạnh mà không ai hâm lại cho nên cô cũng xin phát tâm được chăm sóc về phần ăn uống cũng hữu lý tại vì trái độc bắp đó cô trẻ đã làm hai làm ba sắp trong một cái đĩa nhìn nó gọn luộc cái trái độc bắp nó đúng nghĩa nó xanh giờ nhìn hấp dẫn lắm còn mấy chú luộc còn sao biết đang thua rồi lùa nhìn vô là ăn không có ngon từ ngày mà cô chăm sóc được cái phần ăn uống dọn dẹp phòng cốc cho thầy trụ trì thầy trụ trì tự nhiên khỏe ra mập thù lùn như xưa vậy không còn gầy ốm vườn áo tôm tắc thơm, cô còn mua được cái chắc xả về ngâm cho y áo thầy đều thơm phức, không phải thâm kim, rồi quét phòng dọn dẹp dần dần xuống nhà bếp nấu ăn cô làm hết, coi như trở thành một phật tử xuất sắc của một ngôi chùa, như là, coi như là phật tử chi bảo <laughs> quý báo vô cùng, nhưng mà khi về đến nhà thì lăn đùng ra ngủ, không làm được việc gì trong nhà nữa hết, từ ngày mà tinh tấn ở mái chùa Thì cái mái nhà của mình hầu như quên hết Ở nhà mình còn mẹ già, chồng và ruộng vườn Có trồng cà phê, rồi có trồng trà Rồi còn nuôi gà, nuôi bò, nuôi vịt Quan trọng là hai đứa nhỏ vẫn còn cấp sách trên trường Ai đưa rước cháu mỗi ngày Cơm cháo thuốc men Mà cô cứ mãi say ở trong công việc tu học ở chùa mà quên đi trách nhiệm của một người vợ, một người con, cái vấn đề đó nó không phải là xấu Nhưng mà mình chưa có làm cho chồng mình hiểu được cái đường tu của mình Chưa có làm cho mẹ già thông cảm Về vấn đề mình công quả trên chùa mà bỏ bê việc nhà Cho nên trong nhà ai cũng bức xúc Và mỗi lần bức xúc thì ông chồng cũng nói vậy Sao bà giỏi quá Bà lên chùa bà làm miếng vậy Sao bà lên chùa bà ở luôn đi Thế là Phật tử này mới nói là, này nè nè, nói đó thì phải suy nghĩ uống lửa bảy lần rồi mới nói nghe không? Tôi vì ai mà lên chùa Chẳng qua là vì tu Vì cầu phước cho gia đình này Vì bòn mốt công đức cho gia đình này Cho nên tôi không có Hệ nào gì hết Quét nhà, quét cửa, dọn dẹp Làm cái gì cho thầy tôi cũng làm hết Miễn làm sao bòn được công đức cho nhà là tôi làm Đâu phải tôi đi ăn, nhậu, cờ bạc gì đâu Mà ông la mắng chửi Thì cái mỗi lần la mắng nhau về vấn đề Gia đình ấy, Thì cũng nói chuyện thầy nói thầy này dạy như vậy thầy kia dạy kia rồi ông chồng ông tức ông chửi ông thầy để cuối cùng hai vợ chồng chữ lộn đó, là chữ thầy không cứ <laughs> thầy mày hả gặp tao tao ra về đường tôi gặp thầy phun nước miếng đằng mặt ổng ông dạy mày vậy mới đầu vợ chồng sao mày tao rồi bày ra ăn chay nữa ăn chay riêng tô riêng nè chén riêng nè đũa riêng nè muỗng riêng nè rồi rửa riêng đó từ lúc mà ăn chay rồi thì cái nhà ấy gì cũng riêng, cái phòng này giờ cũng riêng đó nha. giờ tôi nói với ông nghe đừng buồn nha, tôi giờ tịnh rồi, không có vụ đó nữa đâu nha. ngủ đừng có đừng có phèn phèn qua đây nha. <laughs> tự nhiên mình trở thành một cái người thì hết sức xa lạ với vợ chồng con cái ăn cơm đó. thì hôm nay là ngày rằm ăn chay là ai cũng biết nhưng mà 10, à, mùng 4, mùng 8, 23 nhiều khi mình ăn chay thêm 10 ngày gia đình không biết Cho nên chồng hôm nay vui vui mua con gà về Làm được vui vẻ vậy đó Cái mình nói trời đất quỷ thần ơi Hôm nay ta ăn chay mà hẳn bố quyến con gà nó lù trước mặt ta như Làm rắn mà ăn nội, bưng nguyên chuyện cơm ra hè ngồi vừa ăn vừa quay mặt, hít một phát. Thư gì đâu, không biết điều gì hết cả. Tôi nói cho ông biết, mãi Tôi mua nguyên con gà về tôi ăn một mình cho ông thầy <cười> <cười> Mai đúng mai hết 23 qua bốn Bà chạy ra chợ bà mua nguyên con gà luộc về Bà luộc bà ngồi banh trước nhà bà ăn luôn Ăn cho bỏ ghét á Ăn không hết đem cho hàng xóm luôn nên từ lúc mà đi tu sao cái nhà nó cứ nó lộn xộn lên vậy hồi chưa tu thì còn vợ vợ chồng chồng khi đi tu sao khen ông thầy không ạ Tôi nói thiệt cho ông nghe Nghe đừng buồn, buồn rãng chiều Thầy cũng bằng đồ tuổi ông á Mừng thầy nổi ra như kiếm cương, như học son, á Nổi như là phá lê Nổi ra cái tôi nghe tôi mê Mà tôi nói thiệt còn ông Ông nổi ra tiện nổi ông á Nó cọc cằn, thổ lộ lắm Nổi ra nói như dù đục Chậm mẩm ợt, mẩm nêm, mẩm dí Nghe tôi biết ngày xưa mà tôi lạy ông mà tôi biết nha Lạy mà khô rửa là tôi đi tu lên chùa tu với thầy cho tốt nó mày đi đi mày đi đi tao cho mày đi luôn <laughs> đi luôn cho rồi từ giờ con cái gì chữ thề rồi hai vợ chồng tức lên chữ thề rồi rồi chữ luôn thầy mà cứ lâu lâu là chữ một lần vậy đó rồi còn quay về chùa đó thì ở trong chùa đó nấu ăn cũng nấu cho thầy rồi quét nhà cũng quét cho thầy rồi giặt đồ cũng giặt cho thầy rồi cho nên nó là cúng dường hết cho thầy mà đứng giữ thầy ăn xong rồi bị bưng xuống Rồi hỏi là thầy hôm nay ăn còn ngon không? Ăn có vừa không? Thầy nổi đi cho con biết rồi con niêm niệm Chứ thầy răng hay không nổi con biết răng con nấu à Rồi thầy cái nó ừ, được con được Được được, được ngay mô thầy cũng nói được 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 Thầy với, với ý kiến chứ Mà thầy ý kiến thì phiền Nói con ơi cái này là hơi mặn Thế nói ủa chứ thầy tú mà thầy cũng khó tính nha <laughs> tôi muốn ăn thì cũng chế khen á thì sáng thò bạc quán trai nói ăn không chế khen thầy vừa chế khen á trời ơi giờ thầy không biết sống sao á giờ con muốn thầy sống sao ừ. rồi đến có ai đó vô chùa cúng cho thầy một ly nước sâm nè tôi nói cho quý phật tử nghe trong giờ phút này có một ông sư nhắc nè nhiều lúc mắc cừ lắm cô này cúng ly nước xăm cô kia cúng ly chè chỉ chè bảy màu cô kia cúng đi rau má ba cô bưng ba ly chè ba nhiêu nước lên ông thầy nhìn vô ba ly nhìn ba bà không biết uống ly nào á mà người nào cũng muốn thầy uống đi thầy ăn đi thầy ăn của con đó ăn của con mới biết là thầy có thương con hay không bây giờ thầy biết sao giờ nhìn bà nào cũng cúng dường tháng hai trăm ba trăm bà nào cũng ủng hộ để đúc đồng đúc chu bà nào cũng ủng hộ để xây chùa xây tự thầy nhắm ngô hôn xong chuyến này rồi bây giờ mà ăn ly sâm là hai bà kia tự ái mà ăn ly rau má là hai bà kia buồn chiều này là thầy chết chắc ăn hết ba ly rồi thẳng tới nhà bác sĩ luôn tào tháo rửa rồi Bây giờ ăn xong là thầy biết số phận thầy về đâu rồi đó cúng cái đồng hồ cũng bắt đeo cái đồng hồ mà cũng cái 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 y cũng coi tới thầy cổ mặt không. Bà đi dung tàu nó nóng gần chết mà cũng cúng cho cái khăn rằng quăng lên cổ rồi hỏi thầy sao không quấn cái khăn. Mà có phải ở trên Đà Lạt lâm đồng đâu mà quấn. Ta nói đi lên Đà Lạt á thì tự nhiên ai cũng buồn cái khăn quấn lên cổ hết á, nó lạnh đó. Cái con cũng mua tặng cho thầy một cái. Rồi cứ ngồi nhìn ngoài thì ổng có quấn không? Rồi về nhà rồi ông treo trong cái cửa sổ đó Rồi ông treo đó miết Rồi nó sợ ông thấy cái đứa học trò đi học trên Đà Lạt Cái ông tặng Con lên Đà Lạt học thì thầy tặng cũng cái khăn Coi như thầy không có tiền bạc cho con Có kỷ niệm này mỗi lần con quấn cái khăn lên Rồi con nhớ đến thầy Chứ nhiều khi đi học bốn năm trời ở Đà Lạt đó, Thầy khó khăn không có đi thăm Tiền bạc thầy cũng không có nhiều Ba tánh cũng nhiều thầy làm chùa hết Thầy có ít đồng thôi Thầy con lên trễn tam bảo lo cho con tự nhiên ở trường đó quý thầy cũng sẽ chăm sóc cho con cái khăn này là có tình nghĩa đó mỗi lần con con quấn lên những lúc vui buồn nha cái tự nhiên lên hỏi thầy cái khăn con cụm với thầy thì để chi mố rồi vừa lên đà lạt thận thầy, thầy ông thầy ông chủ mang cái khăn dũng thắng thay lắm mà con hỏi ông ông đâu ông không biết ở đâu mua thầy tặng ấy trời ơi thầy đó thầy không biết trấn trồng chi hết rồi làm ông thầy một tăng luôn quẩy quẩy đi về đi về trời ơi nó khổ tâm ghê dễ đó rồi không lẽ tôi nói ông thầy kia đeo bà này lên cái đèm cái đồng hồ lên bà kia khác lên lột đồng hồ bà này đeo vô liền để cho vui thầy có phật tử kia tặng đồng hồ vàng đẹp lắm thầy cất thầy không đeo mình tu thất sĩ đó đâu có được đeo đồng hồ mà thầy là hay mù mờ lắm thầy nhìn vô thầy biết giờ như hôm nay đi lạc cũng chết vòng vòng trong kia phải coi giờ giấc để đi cho nên thầy đeo cái đồng hồ này trước đó trăm ngàn giờ hai trăm rưỡi lỡ có mất cũng không được không 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 buồn gì lắm còn cái đồng hồ vàng bảy trăm triệu thì cất mỗi lần cô lên nấu cơm thì đeo lên nè thầy có đeo này con cô bên mỹ cũng gửi đồng hồ về mà coi trên mấy cái clip thấy thầy không đeo giận luôn giờ này không tới chùa thì nữa thì bản lĩnh của một vị tăng thì đứng trước cái dòng đời như vậy thì làm sao tỉnh thức để mà có thể dìu dắt người phật tử sơ căn này trở về với chánh đạo chứ không phải là mê mờ vì tình cảm sợ người ta buồn rồi để người ta cứ vậy càng sợ người ta buồn thì ra sẽ buồn thêm cho nên là cái cô phật tử đó cổ cứ mãi khen ông thầy nói chuyện hay tụng kinh hay đời sống hay còn anh đó, thì anh chửi mắng tôi hoài trong khi đó tôi làm phước để giúp chùa giúp nhà chứ đâu phải tôi ăn chơi cứ như vậy mà hai vợ chồng cứ kình cãi mãi cho đến lúc một ngày ông chồng đó ổng nghĩ rằng cái ông thầy này dụ dỗ vợ ổng còn các phật tử ở trong chùa thì cứ nghĩ rằng là ông thầy này với bà phật tử này có vấn đề tại vì ai vô cúng bà cũng cho ai vô chăm sóc thầy cái gì bà cũng ghen nhiều lúc bà đang nấu ăn ở dưới cái ông thầy đang nói chuyện ở trên đây ông thầy có cái nghề bốc thuốc nam mà ông thầy ấy là thương đời lắm phật tử lên đến là khám bệnh cái ông thầy đưa tay vô bắt bắt mạch mà mấy bà già thì không sao Cỡ tuổi trẻ ba bốn mươi Cái ở dưới tự nhiên cái chén rớt cái tẻn Cái hơi cái chảo rớt cái tụng Không biết vì sao cái lưu rớt tụng rồi Bà làm cái tụng không hết hồn Rụt tay lại Mà nếu không rút tay lại chút xíu có chuyện á Thì ra là không phải là vì tu nữa Mà là gì nè Nữa Vì yêu ông thầy rồi đó Hiểu chưa Thương ông thầy rồi muốn ăn cắp ông thầy về mình á Quy ông thầy là của tôi giống của ai của nhân loại nữa phải không cho nên là dành nấu ăn nấu uống chăm sóc thì không ngờ mình bước vô lĩnh vực đi tu mà thành ra đi tù luôn xem như một cái tù đầy của mình nó trói buộc mình là không tốt phật tử đồng ý không đó những cái ngôi chùa làng như vậy á những lúc mà đã đến giờ giới nghiêm mà thấy các phật tử còn loạn xạ trong chùa ăn mặc hở hang Nói chuyện với thầy không tôn nghiêm Những người Phật tử phải cần tỉnh thức họ Đó là cái cách để mình bảo vệ sư phụ của mình Không xen vào đời tư của thầy Tế nhị nhưng phải nhắc Phật tử Giới nghiêm các con đi về cho thầy nghĩ Đó là mình bảo vệ Phật Pháp Chứ không phải thấy nó ô kệ thầy Thầy làm thì kể thầy Đấy không Ai làm kệ thầy mình đã đến mình lấy Phật Mình tu được rồi Thì vô tình một ngày nào đó Mình mất một người thầy đó Thì cũng được nếu như mình biết cách quan tâm đến thầy tổ tuy nhiên mình phải làm chữ hiếu cho thật là chu đáo nói thật với phật tử ngay cả những người đi tu như thầy những lúc nào đó chợt nhớ về mẹ thì vẫn cảm thấy xấu xa có những cái điều gì đó mình chưa làm được cho mẹ mình bởi vì sự ràng buộc của tam bảo thì chiều phút này nhiều lúc mình cũng cảm thấy tuổi thân cái đời sống đi tu nó đã cách biệt giữa gia đình và và đường tu hành cho nên đôi lúc có một năm mới được về nhà một lần thăm mẹ về nhà nhiều lúc nhìn trên nóc nhà thấy cái nóc nhà nó bị lũng hồi xưa nhà thầy nhà tranh hồi nhỏ mình còn có thể mình chạy đi ra rẫy ra vườn mình kiếm cách mình lợp lại mái tranh cho mẹ nhưng khi trở thành một người xuất gia rồi thì chỉ nhìn rồi đi thôi chứ không làm được cho mẹ bù lại là mình phải tinh tấn tu hành thật sự trở thành một nhà sư mẫu mực đạo pháp mẫu mực cho đạo pháp, làm gương mẫu cho đại chúng, giáo hóa đại chúng lấy công đức đó như là đáp đền ơn đức sinh thành và dưỡng dục thì có thể có thể gọi là pháp bảo, Phật pháp tăng là bậc thầy của nhân loại. Từ từ mình đắc đạo được thì gọi là nhất nhân thành đạo cửu Hiền siêu. Nhưng nếu nếu một đời đi tu của mình mà mình không làm được cái việc hoàn thiện chánh pháp, không có thay được đức phật để chia sẻ phật pháp cho nhân loại mình chỉ mãi lo vấn đề cơm áo gạo tiền cứ hôm nay cúng ở đâu rồi hôm nay tụng ở đâu phật tử này thương phật tử kia không thương đi du lịch chỗ này đi du lịch chỗ kia chiếc dép này không hợp phải mua đôi dép khác cái áo này không hợp màu với mình đi đổi cái màu áo khác thì không thể trở thành một bậc xuất gia trở thành một bậc thầy của nhân loại được nó phàm phu giống như người thường cho nên các phật tử không được cái kiểu mà thôi con sắm cho thầy cái áo này đẹp không đúng cái áo của người tu không thể dùng cái từ đẹp cái áo của người tu dùng cái từ vừa phải đó là màu áo gì nâu sồng cái màu nâu á là cái màu đất để cho người đời người ta trà đạp lên giống như đất vậy lúc nào cũng chấp nhận cái sự yêu thương nhân loại con người đi dẫm trên đất con người đào hầm xới trên đất trồng cây trên đất đất yêu cây khi cây chết rồi đất không biết sống với ai cây phải nương vào đất mới trưởng thành đất là để cho người ta sống người ta chà đạp lên người ta mắng nhiếc lên người ta ỉa đái lên đất không hiềm hận thì người tu mặc cái áo nâu là để nghĩ rằng suốt cuộc đời này mình là người của nhân loại mình là người từ bi bao la như là gọi là từ quan đó nhá không chị quan đó là ánh sáng là ánh sáng cả nhân loại ánh sáng này là ánh sáng trí tuệ và trí tuệ này có là từ bi vô ngã chứ không phải là đi tu để có được một đời sống sung sướng hơn mọi người thế tục được phật tử cung kính yêu thương cũng dường rồi giữ gìn tài sản cho nhiều chất chứa cho nhiều rồi ngày nào cũng xăm soi cái cây kiển xăm soi chiếc xe xăm soi cái này nọ thì người ta gọi là xuất thế tục gia nhưng không ra khỏi ngôi nhà phiền não hiểu chưa